Bộ Tài chính đã giao vụ chính sách thuế nghiên cứu dự thảo đánh thuế nhà ở, nhất là những chủ thể có từ 2 đến 3 căn nhà trở lên. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, năm 2017 chưa thể áp dụng sắc thuế này vì phải có thời gian xây dựng xem xét kỹ. Theo các chuyên gia bất động sản, người dân không cần quá lo lắng với thông tin này, bởi đây mới chỉ là đề xuất, còn đi vào triển khai phải mất một thời gian dài và cần phải có lộ trình. Khi luật ra đời thì có thể cũng tác động một phần tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay. Tại vì người ta mua người ta phải đánh thuế. Thế ở Việt Nam thì chúng ta chưa quen cái vấn đề này. Thế thì rõ ràng khi mà chúng ta đưa ra luật thì chúng ta có lộ trình để mọi người làm quen. Theo các chuyên gia, vấn đề này đã được Bộ Tài chính đề cập lần đầu tiên vào cuối năm 2016, dự kiến trình Quốc hội dự thảo luật thuế tài sản trước năm 2020. Như vậy, sớm nhất cũng phải sau năm 2020 mới có hiệu lực. Đây là sắc thuế mang tính trực thu, đánh vào những người sở hữu tài sản lớn, tức là những người sở hữu nhiều nhà đất thì căn nhà thứ hai trở đi sẽ bị đánh thuế cao. Có nên khởi từ bất động sản thứ hai không? Hay nếu từ bất động sản thứ hai thì cái mức thuế nên ở mức như nào để mà chúng ta có thể thực hiện được? Phương hướng thì là nên có để chúng ta đảm bảo là tránh việc chênh lệch về khoảng cách giàu nghèo quá lớn. Nhưng ngược lại, áp dụng như nào để cho nó tính khả thi thì chúng ta cần nghiên cứu kỹ và lấy ý kiến. Để thực hiện chính sách này, các chuyên gia cũng cho rằng cần có các giải pháp đồng bộ, bao gồm chính sách thu tiền sử dụng đất cùng với tài sản trên đất, đánh thuế người sở hữu nhiều nhà, chuyển từ chính sách thu tiền sử dụng đất một lần như hiện nay sang thu thuế chỉ vài phần trăm trên giá trị bất động sản trong nhiều năm để giảm gánh nặng tiền sử dụng đất, từ đó góp phần giảm giá bất động sản.